Tôi là Đào Phúc Quang Vũ. Tôi là một cái nhà làm phim độc lập. Đạo diễn Đào Phúc Quang Vũ, sinh năm 1982, hiện đang sinh sống tại thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai. Anh là nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp với hơn 10 năm hoạt động trong nghề, có dấu ấn riêng. Thế nhưng tên tuổi của anh lại được nhiều khán giả biết đến khi anh bắt đầu lấn sân sang làm phim điện ảnh. Đam mê điện ảnh thì nó xuất phát từ mình đã có 10 năm trong cái ngành nhiếp ảnh rồi. Mình rất là thích đi lang thang khắp nơi để mà chụp những bức ảnh đời thường. Và thường những bức ảnh đó nó mang cho mình rất là nhiều suy nghĩ. Nhưng mà đối với nhiếp ảnh thì mình không có thể mà truyền đạt nhiều cái thứ trong cái câu chuyện đó. Thì bắt đầu là nó nhen nhóm trong cái tình yêu đó và nó khiến cho mình tiếp cận với điện ảnh. Từ một cái người chơi nhiếp ảnh và quay với điện ảnh, nó đều là cái nguyên tắc của nhiếp ảnh cũng là ánh sáng và điện ảnh cũng là ánh sáng. Nhưng mà điện ảnh nó có nhiều khó khăn hơn là mình phải truyền đạt một cái câu chuyện, một cái cốt truyện vào trong đó. Thông qua ánh sáng, thông qua cái ngôn ngữ đặc trưng của điện ảnh, là người ta gọi nôm na là ngôn ngữ điện ảnh, thì nó bao hàm nhiều thứ trong, nói chung là rất là nhiều so với nhiếp ảnh. Nói chung giữa tĩnh với động thì nó khác với nhau rất là nhiều. Và ngoài ra đòi hỏi con người phải, mình phải tìm tòi học hỏi rất là nhiều thứ so với nhiếp ảnh. Nhưng mà cái cảm nhận mình trong cái khung hình rất thuận lợi là khi mà mình là từ một cái người mà nhìn cái bức ảnh đó nó có chiều sâu như vậy, mình cảm nhận câu chuyện đó. Khi mình chuyển qua điện ảnh thì nó có sự giao thoa và nó rất là thuận lợi cho mình trong cái việc mình làm quen với điện ảnh. Các nhà làm phim độc lập không còn xa lạ với điện ảnh nước ta khi sự xuất hiện của họ gắn liền với những tác phẩm đặc sắc gây được sự chú ý của công chúng những năm qua, như những bộ phim điện ảnh Bi Đừng Sợ, sản xuất năm 2008 của đạo diễn Phan Đăng Di, hay Đập Cánh Giữa Không Trung, sản xuất năm 2014 của đạo diễn Nguyễn Hoàng Điệp, phim tài liệu Chuyến Đi Cuối Cùng của Chị Phụng của đạo diễn Nguyễn Thị Thắm. Các tác phẩm đó để lại ấn tượng đối với người xem và có những thành công nhất định tại liên hoan phim quốc tế. Có thể nói chính những nhà làm phim độc lập này đã để lại ấn tượng sâu sắc cho đạo diễn Đào Phúc Quang Vũ. Chính vì vậy, năm 2021, anh đã cho ra đời tác phẩm điện ảnh đầu tay Miền Ký Ức với kinh phí gần nửa tỷ đồng. Và anh cũng là đạo diễn người Pleiku đầu tiên tự bỏ kinh phí để sản xuất phim độc lập. Mình nhớ là cách đây 4 năm rồi. Tất nhiên ai cũng cơm áo gạo tiền hết. Nhưng mà tới cái năm 40 tuổi mình nghĩ thế này. Ok, tới lúc này thì mình cần phải có một cái thử thách nó lớn hơn. Thì trong một lần tình cờ là mình về lại trường cũ trong một cái buổi hội khóa 20 năm, gặp lại bạn bè. Thật ra trong thời gian mình đi nhiếp ảnh, mình chụp ảnh khắp nơi, mình lang thang khắp thành phố núi Pleiku này, với cả là con Tum ở gần đây, thì mình luôn để ý cái bối cảnh đó. Mình cứ tưởng tượng rằng nếu bối cảnh đó nó đẹp quá, mình đặt cái nhân vật đó vô, mình đặt một cái câu chuyện đó vô, thì mình tưởng tượng câu chuyện rất là hay. Như vậy thì cái cảm xúc nó đến từ cái buổi hội khóa gặp bạn bè. Tại sao mình không kể với một cái nguyên liệu rất là tốt, là một cái bạn bè sau 20 năm gặp lại, và có những người thành công và có những người thất bại, và có những cái người mà họ cảm thấy mặc cảm với bạn bè trong cái sự nghiệp của họ. Như vậy thì nó rất là thú vị. Với góc nhìn như vậy thì mình nghĩ là ok, lúc này mình cần phải làm. Và mình thử nghiệm ngay cái bộ phim đầu tay của mình là bộ phim Bi Ký Ức. Thì Bi Ký Ức là nó theo chân của hai nhân vật, hai bạn học cùng lớp và có một tình yêu, cũng có một tình yêu học trò với nhau. Thì suốt quãng thời gian dài kéo cuộc đời nó vậy, thì hai người rẽ hai hướng khác nhau. Một bạn là ở tại quê nhà làm nghề giáo viên, và một người theo đuổi cái đam mê, nghĩa là theo đuổi
muốn lập nghiệp, đến một thành phố lớn lập nghiệp. Nhưng mà rốt cuộc cái cuộc đời nó xô ngã bạn ấy, và bạn ấy trở thành một cái tay giang hồ rất là cồm cán. Và khi mà trở lại, gặp lại lớp, trở lại trường cũ, bạn ấy mặc cảm với những thứ mình, cái cuộc đời mình nó dẫn mình đi đâu mất, mình không có giống như ước mơ ban đầu của lứa học trò, thì nó gây ra rất là nhiều cái mặc cảm cho bạn ấy. Và cái câu chuyện phim nó ra đơn giản như vậy đó, thì hành trình theo chân của Huy và Hạnh trong miền Ức. Và khi gặp lại hai bạn, gặp ở tại một cái nơi rất là thú vị, kỷ niệm là những nơi đó nó rất trường vào hồi xưa, kỷ niệm học trò mấy bạn đã trải qua thời. Bạn Hạnh muốn gặp bạn Huy để mà giải đáp ngày xưa Huy có yêu Hạnh hay không thôi. Cái câu hỏi học trò nó đau đớn trong cái tình yêu học trò, nó nhẹ nhàng vậy thôi. Và Huy cũng nói là có. Nhưng mà bây giờ Huy đang chấp nhận cuộc sống hiện tại của Huy, là một người gắn liền với một cái làng gạch mà cha để lại, và Huy hài lòng cuộc sống đó. Và Hạnh cũng là một người nói chung là không có hạnh phúc, là một người mẹ đơn thân. Và chúng ta hãy sống cuộc đời đã như vậy. Tất nhiên tôi muốn Huy muốn giải đáp cho Hạnh biết là hồi xưa Huy có yêu Hạnh, nhưng mà không dám thổ lộ, vì có những cái, thì cái câu chuyện phim là nó chỉ là một cái hành trình đó như vậy. Ngoài cốt truyện phim mộc mạc, giản đơn, bộ phim Miền Ký Ức còn được đạo diễn Đào Phúc Quang Vũ đặc biệt chú trọng khi lựa chọn bối cảnh cho phim là thành phố Kon Tum thơ mộng với vẻ đẹp thanh bình. Nhiều cảnh đẹp được đưa vào phim như lò gạch Hòa Bình ở làng Chà Lét, cách thành phố Kon Tum 5 km, dòng sông Đắk La, cầu treo Kon Klo, nhà thờ gỗ, chủng viện Kon Tum. Việc lựa chọn bối cảnh kỹ càng như vậy góp phần tạo hiệu ứng với mong muốn sẽ như một bộ phim quảng bá du lịch cho quê hương đất nước mình. Thật ra khi mà nhìn lại, nó là một hành trình rất là đặc biệt và rất là thú vị. Một bài học điện ảnh nhớ đời. Nhớ đời ở chỗ là một cái người gần như con số 0 đối với điện ảnh. Và khi như vậy, mình hành trình mình đi đó, mình bắt đầu mình mới học dần. Và mình đắp vào mình cho mình kỹ năng. Và mình kêu, điện ảnh mình nó dạy cho mình cái này, nó dạy cho mình cái khác. Và rất là quý báu đối với mình. Và suốt thời gian mà tiền kỳ 2 tháng, và cộng với thời gian mà tìm bối cảnh và phát triển cái kịch bản gần 2 tháng nữa, là hậu kỳ phim nó kéo dài khoảng tháng nữa, hơn 1 tháng nữa. Thì mình hơn 5 tháng để mình hoàn thành bộ phim đó. Gần như toàn bộ là mình phải tự làm hết. Và có những cảnh cộng sự anh em là họ đã theo đuổi và giúp mình trong cái việc mà hoàn thành bộ phim này. Và như một phần thưởng xứng đáng cho những nỗ lực, bộ phim điện ảnh đầu tay Miền Ký Ức của đạo diễn Đào Phúc Quang Vũ sẽ được trình chiếu tại liên hoan phim trực tuyến dành cho phim ngắn và phim độc lập do hãng phim nổi tiếng của Anh tổ chức ở 12 thành phố lớn trên thế giới. Sự kiện thường niên này nhằm giúp các nhà làm phim trẻ trên thế giới giới thiệu phim đầu tay đến với khán giả toàn cầu. Anh Vũ là một người rất yêu Pleiku, một người đàn ông lãng tử, có thể là một gọi là một chàng du mục, vì tình yêu với phố núi này. Vì vậy mà anh Vũ cũng đã là người đã bỏ ra và hy sinh rất là nhiều cho những cái dự án mang tính giá trị về con người, về văn hóa, về cuộc sống nơi đây, để có thể truyền tải tới đông đảo. Đặc biệt là tâm huyết của anh Vũ là người rất muốn duy trì cái tình yêu đó, dành năng lượng đó cho tất cả mọi người. Và xa hơn nữa thì giúp cho nhiều người ở mọi nơi biết đến thành phố Pleiku, một phố núi đẹp và thơ mộng như thế nào, và con người nơi đây có thể nói là chân thành và thiện cảm như thế nào. Thành công lớn nhất của mình, đối với mình thì mình mang lại cảm xúc của người xem, cái khán giả xem. Mình rất vui khi mà lúc đó mình nhớ là khi mà cái bộ phim mà chiếu tại rạp, những cái hình ảnh mà anh em đã cố gắng trong vòng vài tháng đó như vậy ghi lại, nó hiện thị trên cái màn hình rộng của cái rạp phim, nó rất là hạnh phúc và hồi hộp, thật sự hồi hộp. Mình không có nhìn lên đó, mình lâu lâu mình cứ liếc, mình nhìn cái cảm xúc khán giả họ xem như thế nào đó. Và suốt cái thời gian trôi qua 2 tiếng đồng hồ, khán giả họ trôi theo cái câu chuyện phim, một cái phim nhẹ nhàng giống như Miền Ức gợi lại trước.
Việc anh lấn sang con đường điện ảnh khiến không ít người gọi anh là gã tay ngang hay gã ngông khi tự bỏ tiền túi để làm phim điện ảnh, để thỏa mãn đam mê với bộ môn nghệ thuật thứ bảy. Thế nhưng sâu thẳm trong đó là khát vọng đóng góp cho nền điện ảnh còn sơ khai của tỉnh nhà. Trước khi mà mình bước vào cái hành trình này rồi, mặc dù đam mê rất là nhiều người biết là ok, có một cái người như Vũ ở tại Pleiku này đam mê, gọi chung là họ gọi tôi là gã ngông đó, thì mình cũng đặt ra mục tiêu mình là ok, cứ khó khăn như thế nào đó. Tất nhiên trong mọi thứ ai cũng trong cuộc đời ai cũng gặp những cái thử thách và khó khăn lớn, và tôi luôn đặt cái mục tiêu là 2 năm tôi sẽ làm một cái bộ phim. Sau những loạt phim điện ảnh thành công như Miền Ký Ức, Vai Anh Em Tựa Vào, đạo diễn Đào Phúc Quang Vũ lại tiếp tục cho ra đời series phim tài liệu có tên gọi Người Pleiku. Đây là loạt phim anh đã dành nhiều tâm huyết với mong muốn đưa khán giả khám phá vùng đất cao nguyên. Qua màn ảnh nhỏ, từ những món ăn đường phố hấp dẫn, ẩm thực đặc trưng, cà phê thức uống quen thuộc, đi cùng những thói quen, nhịp sống thường nhật của người Pleiku trong hàng thế kỷ qua. Phim là giống cái bài thực hành để mình đến với điện ảnh. Mình học điện ảnh bằng cách đó. Trong thời gian đó mình luôn tìm một cái công cụ nào nó hiệu quả hơn để về mình kể những khung hình ở tại phố núi này, cuộc sống của người dân, những thứ mình chứng kiến được. Thì cái dự án là Người Pleiku nó ra mắt với mục đích đó. Và mình cũng chia sẻ với anh em là đối với Pleiku đây, với cái tham vọng của mình kể chuyện như vậy đó, thì đối với một bộ phim điện ảnh thì nó đòi hỏi rất là lớn về chi phí, về đầu tư mọi thứ. Thì mình sẽ chọn cái loạt phim phóng sự tài liệu về người Pleiku. Thì series phim này mình dự định làm 10 tập phim, và mỗi nhân vật trong phim người Pleiku đó là mỗi người những cái hoàn cảnh sống rất là bình dị, bình thường ở phố núi này. Phim để giới thiệu con người và quê hương mình, làm phim để khẳng định cái đẹp, cái thiện và cái nhân văn cao cả. Đó là những giá trị mà đạo diễn Đào Phúc Quang Vũ luôn hướng đến trong hành trình gắn bó đó cùng nghệ thuật thứ bảy. Và trong hành trình ấy có không ít khó khăn, cần một bản lĩnh và tài năng lớn để vượt qua. Song những khó khăn ấy lại là mảnh đất để nảy mầm cho anh trong sáng tạo nghệ thuật.